đi đâu vậy? Tôi đi xin đi đây rồi. Đi cái đồ. Đó, trời điện thoại của mình nha. Để mặt đi. Cái đồ. Tôi đi thì sao? Rồi nó, hỏi lại bạn đi đi cái gì? Cái đồ. Vòng 1 của cuộc thi tầm cỡ quốc gia CNN Idol năm 2011 đã khép lại thật thành công với 35 thí sinh đầy xuất sắc. Vòng 2 của cuộc thi CNN Idol năm 2011 có điều gì mới mẻ đang chờ đón các bạn? Có vẻ như bạn là một bạn nữ rất xinh đẹp. Nguyễn Tùng Anh, lớp 10H. Mình nghĩ thế mạnh của giọng hát của mình là cao và... Tại vì năm nay bọn chị cũng lớp 12 rồi, lịch học cũng rất là kín, thế nên là bọn chị rảnh hơn lúc nào là tranh thủ tập với nhau again, and I don't mind, 'cause we're